Liên luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. À vậy là à, hẹn thì thủy là mấy giờ? Dạ 10:20 vậy ạ. 10:20 rồi, được rồi, học này cũng ngắn gọn thôi. Bây giờ trước khi học bài này á, thì mấy em cũng biết rằng là cái viêm màng ngoài tim thì, và sau khi học bài này xong thì mấy em đạt những mục tiêu cơ bản như sau. Thứ nhất á, thì mấy em phải liệt kê được các nguyên nhân gây viêm màng ngoài tim. À. Thứ nhì là mấy em trình bày các biểu hiện lâm sàng, tức là những bệnh nhân khi mình tiếp cận á, thì bệnh nhân có những triệu chứng lâm sàng là như thế nào, rồi triệu chứng cận lâm sàng như thế nào, để hướng tới mình chẩn đoán. Thứ ba là mình chẩn đoán viêm màng ngoài tim từ những cái biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng đó, thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nhân viêm màng ngoài tim như thế nào, và cuối cùng là mấy em phải điều trị được một bệnh nhân viêm màng ngoài tim. Thì như mấy em đã biết á, thì trước đây mấy em học đã giải học giải phẫu rồi, thì cái màng ngoài tim á, mấy em thấy đây là cái hình ảnh của màng ngoài tim được bóc tách ra đây, thì mấy em nhìn cái hình chính giữa đó, mấy em thấy màn hình rõ không? Mấy em học online á, là mấy em phải học bằng laptop, chứ mấy em học bằng điện thoại thì đôi khi một số hình ảnh chỉ mấy em thấy không có rõ đó. Đây là cái màng ngoài tim nó bình thường rồi mấy em. À, lớp màng ngoài tim nó bình thường, còn cái hình ảnh bên đây là cái màng ngoài tim nó bị viêm, nó dày lên. Vậy thì viêm màng ngoài tim là gì? Thì mấy em biết rằng là viêm màng ngoài tim là bệnh của màng ngoài tim, như nãy là mình coi cái hình ảnh giải phẫu rồi đó, có rất là nhiều nguyên nhân gây bệnh, chút xíu nữa mình sẽ kể tới những cái nguyên nhân gây bệnh là như thế nào. Thì viêm màng ngoài tim thường là một bệnh lý cấp tính. À, đôi khi là nó diễn tiến từ từ nhưng mà phần lớn là diễn tiến cấp tính, thì chúng ta phải cần chẩn đoán nhanh, xử trí kịp thời, chúng thôi bệnh nhân sẽ tử vong. Ví dụ như một mà mấy em thấy là mấy em trực ở phòng cấp cứu đi, khi tiếp cận như một bệnh nhân bị tràn dịch màng ngoài tim, nó chèn ép tim cấp, mà nếu như mấy em không có kinh nghiệm để chẩn đoán, mấy em không có kinh nghiệm để chẩn đoán, mà không xử trí kịp thời thì bệnh nhân kể như là tử vong, chèn ép tim cấp, bệnh nhân sẽ tử vong. Phần lớn là bệnh lý cấp tính đó các em, và một vài trường hợp thì nó diễn tiến từ từ nhẹ thì không cần phải xử trí cấp cứu. Thì có hai loại cái viêm màng ngoài tim, có hai loại chính, đó là viêm màng ngoài tim cấp. Viêm màng ngoài tim cấp thì có hai thể, một thể khô và thể tràn dịch. Mấy em thấy nè, tại vì cái thuật ngữ nó lu bu vậy đó, thì mấy em nữa đi lâm sàng mấy em sẽ bị hay nhầm lẫn. Thể là mình khi mà mình nói một bệnh nhân bị viêm màng ngoài tim cấp thì mình phải nghĩ ngay tới thể khô. Còn thể tràn dịch thì mình không có nói là viêm màng ngoài tim thể tràn dịch, mà trong thực hành lâm sàng mình gọi là tràn dịch màng ngoài tim. Mấy em nghe kịp chưa? Thực chất ra đó là viêm màng ngoài tim cấp nó có hai thể, nhắc lại nè, một là thể khô, hai là thể tràn dịch. Nhưng trong thực hành lâm sàng á, thể khô á mình gọi là viêm màng ngoài tim cấp đó, mình gọi ngắn gọn vậy. Còn thể tràn dịch mình không gọi là viêm màng ngoài tim cấp thể tràn dịch, mà mình nói cái thuật ngữ ngắn gọn lại là tràn dịch màng ngoài tim và viêm màng ngoài tim mãn tính co thắt, có hai loại chính. Về dịch tễ học á, thì mấy em thấy là viêm màng ngoài tim ở nam sẽ gặp nhiều hơn nữ. Viêm màng ngoài tim cấp chiếm khoảng 0,1% trên tổng số bệnh nhân nhập viện. Tức là cái câu này á, thì mấy em đọc trong tài liệu thì tôi sẽ nói thêm cho mấy em biết rằng là gì. Khi một bệnh nhân vào viện vì đau thắt ngực thì phần lớn các bác sĩ lâm sàng nghĩ ngay tới đó là nhồi máu cơ tim. Tức là đau ngực do hội chứng động mạch vành cấp, phần lớn là đau ngực do hội chứng động mạch vành cấp. Tuy nhiên á, thì không phải bệnh nhân nào vào viện cứ đau ngực là mình nói bệnh nhân bị hội chứng động mạch vành cấp. Như mấy em trước mấy em học bài triệu chứng hợp tim mạch, tôi đã nói với em rồi, đau ngực là một triệu chứng cơ năng gặp rất là nhiều bệnh lý. Ví dụ như bệnh lý ở ngoài thành ngực, bệnh lý ở đường tiêu hóa, bệnh lý ở phổi và màng phổi, bệnh lý tại tim mạch chưa chắc gì là nhồi máu cơ tim, nó rất là nhiều. Thì đối với tại tim thì
mấy em gặp là hội chứng động mạch vành cấp, nhồi máu cơ tim là một thể bệnh trong hội chứng động mạch vành cấp. Ngoài ra đau ngực mấy em còn gặp ở đâu nữa? Ở những bệnh nhân phình bóc tách động mạch chủ ngực, rồi viêm màng ngoài tim. Viêm màng ngoài tim chiếm 0,1% đó. Cho nên là trên tổng số bệnh nhân nhập viện là 5% bệnh nhân cấp cứu đau ngực không do nhồi máu cơ tim, tức là ngoài nhồi máu cơ tim ra thì nó chiếm khoảng 5%. Đau ngực cho viêm màng ngoài tim thì mấy em thấy ít gặp hơn so với phình bóc tách động mạch chủ ngực. Phình bóc tách động mạch chủ ngực thì hiện nay gặp nhiều, gặp ở những đối tượng bệnh nhân lớn tuổi cũng như là có huyết áp tăng, thường là huyết áp trên 200. Một điểm nữa về dịch tễ học đó là viêm màng ngoài tim cấp mà thường xảy ra ở lứa tuổi từ 20 đến 50 tuổi. Về nguyên nhân gây bệnh thì mấy em thấy ở các nước ở Mỹ và các nước phát triển thì cái nguyên nhân do virus và lao là những cái nguyên nhân thường gặp. Còn những quốc gia đang phát triển hoặc những nước nghèo như là mình Việt Nam thì mấy em thấy là lao thì gặp rất là nhiều tràn dịch. Còn virus thì ngày nay mấy em đặc biệt lưu ý là bị nhiễm virus tất cả các loại virus, HIV cũng là thường gặp nhiều. Thì trong thực hành lâm sàng tôi thấy những cái bệnh nhân mà qua giai đoạn S thì thường tràn dịch đa màng, và trong đó có tràn dịch màng tim. Về những cái nguyên nhân nhiễm khuẩn như là do lao, virus, các vi khuẩn khác, rồi hoặc là những nguyên nhân gây viêm như là thấp tim, viêm đa khớp, lupus ban đỏ, hoặc là phản ứng dị ứng miễn dịch, hoặc là ung thư. Ung thư là gì? Ung thư là có thể là các ổ áp xe, hoặc là ung thư lân cận, ung trung thất, hoặc là ung thư phổi, nó dở, nó gây tràn dịch. Thì chút xíu tôi sẽ nói với mấy em khi mình rút cái dịch ra nó như thế nào, thì đó là những cái mình hướng mình chẩn đoán cho bệnh nhân bị ung thư. Hoặc là dở các ổ áp xe, hay là áp xe gan, áp xe phổi, áp xe dưới cơ hoành, nó cũng gây tràn dịch màng tim. Hoặc là thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim. Những cái nguyên nhân khác thì mình cũng thường gặp ở khoa ngoại chấn thương, đó là bệnh nhân bị té, chấn thương lồng ngực, rồi rối loạn chuyển hóa, hoặc là dự hậu của điều trị. Dự hậu của điều trị là sao, mấy em hiểu từ này không? Thí dụ như một bệnh nhân đang xài Sintrom, Warfarin, Sintrom để dự phòng huyết khối ở tiểu nhĩ, đặc biệt là ở những bệnh nhân rung nhĩ. Mấy em học rối loạn nhịp, mấy em biết rồi là bệnh nhân bị rung nhĩ thì mình sử dụng đối kháng vitamin K. Thì một trong những cái vấn đề mà mấy em cần đặc biệt quan tâm khi mấy em sử dụng đối kháng vitamin K đó là khi mình sử dụng quá liều thì bệnh nhân rất dễ chảy máu. Chính vì vậy mà trong thực hành lâm sàng mình thường dựa vào cái INE để mình điều chỉnh thuốc. Thì khi mà mình sử dụng quá liều cái INE trên 3 đó, đôi khi bệnh nhân bị chảy máu. Một trong những chảy máu đó là nó chảy máu màng tim. Cho nên em phải hiểu rằng là hậu quả của điều trị, tức là khi mình sử dụng thuốc quá liều, hoặc là do nấm, hoặc là do suy tim nặng. Suy tim nặng thường là suy tim đi 2-3, đi 2-4 đó, thì mấy em thấy là sẽ có dấu hiệu tràn dịch đa màng, trong đó có tràn dịch màng tim. Thì có một vài nguyên nhân, một vài bệnh nhân trong thực hành lâm sàng thì khi mình chẩn đoán viêm màng ngoài tim thì mình không tìm ra nguyên nhân. Đó là vô căn. Về triệu chứng học á, thì mấy em thấy triệu chứng toàn thân. Triệu chứng toàn thân thì bệnh nhân có sốt nè, chán ăn, mệt mỏi, gầy sút. Đây là cái triệu chứng của viêm màng ngoài tim cấp nha mấy em. Về triệu chứng cơ năng á, thì bệnh nhân đau ngực. Cái đau ngực do viêm màng ngoài tim nó khác đau ngực do những nguyên nhân khác chỗ nào? Cái đau ngực do viêm màng ngoài tim á, thì mấy em thấy rằng là mấy em sẽ thăm khám một một bệnh nhân bị viêm màng ngoài tim là mấy em sẽ nhớ rất là kỹ, tức là bệnh nhân không có dám cử động, bệnh nhân không có dám hít thở mạnh. Chính vì vậy mà khi mà mấy em thấy quan sát một bệnh nhân bị viêm màng ngoài tim cấp á, mấy em sẽ thấy kiểu thở bệnh nhân sẽ nhanh nông, vì khi bệnh nhân mà gà thở mạnh chút thì nó sẽ đau ngực. Hoặc là bệnh nhân thay đổi tư thế, dù mình ngồi mình thay đổi tư thế cho bệnh nhân thì nó cũng làm đau ngực rất là nhiều. Triệu chứng kế tiếp là triệu chứng khó nuốt. Triệu chứng khó nuốt là do tim nó đè vào thành sao thực á, cái sao thực quản á.
đôi khi bệnh nhân ho và nấc cục à, thì cái triệu chứng cơ năng mấy em lưu ý nè, đau ngực nè, khó thở nè, rồi khó nuốt, đây là những cái triệu chứng cơ năng của viêm màng ngoài tim cấp. Về cái triệu chứng thực thể thì mấy em nhìn hoặc là sờ thấy mỏm tim đập yếu, rồi nếu mà bệnh nhân tràn dịch màng ngoài tim á, thì khi mấy em gõ diện đục của tim sẽ lớn hơn so với bình thường. Còn viêm màng ngoài tim thể khô thì mấy em gõ nó không có thay đổi gì hết. À, còn về nghe, đối với tràn dịch màng ngoài tim thì mấy em nghe tiếng tim nó mờ, tùy theo cái lượng lượng dịch mà mấy em sẽ nghe cái tiếng tim nó sẽ, ví dụ như lượng dịch nó rất là nhiều đi, thì đôi khi mình đặt cái ống nghe vô thành ngực bệnh nhân mình cũng không còn nghe tiếng tim nữa, tùy theo cái lượng dịch nó làm cho khoảng cách từ tim tới da xa. À, hoặc là cái trường hợp thứ hai là bệnh nhân bị viêm màng ngoài tim thể khô thì mấy em sẽ nghe được tiếng cọ màng tim. Tiếng cọ màng tim là mấy em nghe ở vùng giữa tim, à, do lá thành và lá tạng khi mà tim bệnh nhân co bóp nó cọ vào nhau, mình nghe giống như hai tờ giấy nhám nó cọ lại, hoặc là mấy em nghe giống như nghe tim qua nghe cái đài, cái radio nó bị nhiễu sóng vậy đó. Bây giờ thì mình không có nghe đài nữa, trước đây người ta nghe radio đó, mấy em thấy mấy ông cụ bà cụ thường hay tập thể dục ngoài công viên nó cầm cái radio nghe thì nghe ghè ghè, thì mấy em tưởng tượng như là khi mình nghe tim nghe ở vùng giữa tim mà thông qua cái radio nó bị nhiễu sóng vậy đó, thì đó là tiếng cọ màng tim. À, nhắc lại, nếu mà tràn dịch màng ngoài tim thì mình nghe tiếng tim mờ, nếu viêm màng ngoài tim thể khô thì mình nghe được tiếng cọ màng tim. Về cái vấn đề kế tiếp thì nếu mà tràn dịch màng ngoài tim mà số lượng nhiều á, thì là mấy em lưu ý nè, khi mà học một cái triệu chứng học ở đó thì mấy em phải hiểu cho rõ, thì sau này mấy em thăm khám thì mấy em mới nhớ được. Ví dụ như một bệnh nhân bị tràn dịch màng ngoài tim thì khi bị bệnh nhân bị tràn dịch màng ngoài tim thì nó sẽ tràn ép tim, và mấy em biết rằng là tim mình là khối cơ rỗng, khối cơ rỗng, ví dụ như buồng thấp trái và buồng thấp phải là nó rỗng nha, và lớp dịch ở ngoài. Vậy thì mà đó mấy em học về giải phẫu mấy em biết biết rồi là cơ thấp trái nó dày hơn cơ thấp phải, áp lực trong buồng thấp trái nó cao hơn áp lực trong buồng thấp phải. Vậy thì khi nó có một cái lớp lượng dịch ở màng ngoài tim thì nó sẽ làm chèn ép tim, đôi khi làm sụp buồng tim, sụp buồng thấp trái hoặc là sụp buồng thấp phải. Thì mình phải thấy rằng là giữa buồng thấp trái và buồng thấp phải thì buồng thấp phải dễ bị đè sụp hơn. Thứ nhất do cái cơ tim nó mỏng hơn, thứ nhì là do áp lực nó yếu hơn so với buồng thấp trái. Cho nên nếu mà có đè xẹp chèn ép tim cấp, đè sụp buồng tim thì buồng thấp phải bị đè sụp đầu tim. Vậy thì khi mà tràn dịch màng ngoài tim lượng nhiều thì mấy em lưu ý rằng nè, nếu mà đè sụp thất phải cái cấp là mấy mình không có chọc dịch cấp cứu kịp thời là coi như là bệnh nhân sẽ tử vong. Còn nếu mà cái lượng dịch mà nhiều mà nó chưa có chèn ép hoàn toàn cái thất phải á, thì mấy em phải thấy thì có phải hiểu những cái triệu chứng như sau. Ví dụ như nó đè có lớp dịch ở ngoài, nó đè ép vô cái buồng thấp phải thì nó sẽ làm tăng áp lực trong buồng tim phải, gần giống như một bệnh nhân bị suy tim phải hoặc là suy tim toàn bộ. Em nghe kịp chưa? Gần giống như triệu chứng của một bệnh nhân bị suy tim phải hoặc là suy tim toàn bộ. Khi nó có một cái lớp dịch phía ngoài nó đè xẹp vào cái buồng thấp phải thì nó ứ máu giật lùi. Tức là làm sao? Tức là nó ảnh hưởng luôn, nó ảnh hưởng ngược trở lại qua cái hệ thống tĩnh mạch. À, nếu mà nó ảnh hưởng nó tác động lên tăng cái áp lực trong buồng tim phải thì nó tăng cái áp lực tĩnh mạch chu trên, thì mấy em thấy là khám lâm sàng mấy em sẽ thấy tĩnh mạch cảnh trong bệnh nhân sẽ nổi. Nếu như tĩnh mạch cảnh trong nổi rõ thì thôi cũng gần giống như suy tim vậy đó. Mà nếu tĩnh mạch cảnh trong nổi không có rõ mà mình đang nghi chèn ép tim cấp và mình phải cần thăm khám là mình các bạn phải làm phản hồi gan tĩnh mạch cổ. Còn nếu mà thấy tĩnh mạch cảnh trong bệnh nhân nổi rõ rồi thì thôi, còn nếu thấy không rõ mà mình đang nghi ngờ, đôi khi cái lớp dịch nó chưa đủ, nó chưa chèn ép nhiều thì mấy em cần làm thêm cái nghiệm pháp ớt gan phòng cảnh. Rồi khi nó chèn ép
cái hệ thống tĩnh mạch nó tăng cái áp lực trong buồng tim phải, sẽ ứ máu dọc lùi qua hệ thống tĩnh mạch chủ trên rồi hệ thống tĩnh mạch chủ dưới. Khi mà nó làm tăng cái áp lực hệ thống tĩnh mạch chủ dưới thì nó sẽ làm tăng áp lực tĩnh mạch cửa, mà khi làm tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì nó làm gan to và lách to. Khi mình khám mình thấy gan to và lách to, nhưng mà khi gan to thì giống như suy tim phải hoặc suy tim toàn bộ thì mấy em sẽ sờ gan nó mềm đặc xếp đó. Thì đó là cái triệu chứng của viêm màng ngoài tim cấp với tràn dịch màng ngoài tim lượng nhiều. Về mấy em thăm khám thì mấy em thấy bắt mạch thì mạch nhanh nhỏ, huyết áp tối đa giảm, có thể là huyết áp kẹt hoặc là mạch nghịch. Về triệu chứng cơ năng á, thì viêm màng ngoài tim cấp á, thì không đặc hiệu à, đôi khi bệnh nhân khó thở khi gắng sức, trước đó thì bệnh nhân kém ăn nè, suy nhược nè, đau ngực, có nhiều người có triệu chứng đau ngực rất rõ của một cái đau ngực do viêm màng, do màng ngoài tim à, và một số trường hợp nữa bệnh nhân ngất à, thì nãy nói rồi thì cái triệu chứng gần giống như triệu chứng của suy tim. Triệu chứng của suy tim cũng khó thở khi gắng sức, suy nhược, cũng kém ăn, cũng có nặng ngực, đôi khi là bệnh nhân ngất khi giảm cung lượng tim quá mức bệnh nhân sẽ ngất. Về triệu chứng thực thể như nãy nói rồi ha, cái huyết áp mà mấy em phải lưu ý, huyết áp tụt, huyết áp kẹt, mạch nghịch à, có thể nghe tiếng lắc đầu tâm trương, thì tiếng lắc đầu tâm trương rất là khó nghe, thì nghi khi cái nhịp tim nó bình thường mình chú ý kỹ mình sẽ nghe rồi, hoặc là dấu ứ trệ tuần hoàn ngoại biên. Về cận lâm sàng, về cận lâm sàng em cũng tách ra làm hai, một là viêm màng ngoài tim thể khô hay mình gọi là viêm màng ngoài tim cấp. Thì viêm màng ngoài tim cấp thì trên điện tim mấy em lưu ý nè, thứ nhất mấy em dựa vào cái đoạn ST trên lên, đoạn ST trên lên ở tất cả các chuyển đạo nè, kèm BR trên xuống. Cái BR trên xuống tức là cái đoạn BR, mấy em nhớ rồi đó, mấy em học cái cơ bản về điện tim thì mấy em biết rồi. Khoảng BR là tính từ từ đầu sóng B tới đầu QR, còn đoạn BR là từ cuối sóng B tới đầu QR đó. Vậy thì cái đoạn ST trên lên ở tất cả các đạo kèm theo BR trên xuống, đây là một cái dấu hiệu điển hình của một bệnh nhân bị viêm màng ngoài tim. Và mấy em cũng cần chẩn đoán phân biệt với cái điện tim mà khi mà mình tiếp cận thực tế, ông này kia chơi cái chẩn đoán này không có đơn giản. Thì theo thực tế lâm sàng thì mấy em thấy nè, khi mà mấy em làm bác sĩ, mấy em trực ở phòng cấp cứu hoặc khoa tim mạch đi, thì một bệnh nhân vào viện vì đau ngực, đôi khi mình hỏi nó không kỹ, đo điện tim thấy ST trên lên, thì phần lớn là tất cả các bác sĩ sẽ chẩn đoán một bệnh nhân này bị nhồi máu cơ tim chứ không nghĩ tới viêm màng ngoài tim, chính vì vậy sẽ bỏ sót bệnh. Mấy em thấy là nhồi máu cơ tim rất dễ chẩn đoán, khó là khó những cái bệnh lý này nè. Đôi khi mình vô mình thấy đau ngực ST trên lên, à nhồi máu cơ tim kìa, vô chẩn đoán xử trí theo nhồi máu cơ tim, bệnh nhân càng ngày càng nặng, thậm chí một vài ngày bệnh nhân sẽ tử vong. Vậy thì mấy em phải cần chẩn đoán phân biệt với nhồi máu cơ tim là như thế nào. Thì trên điện tim em lưu ý nè, có những cái điểm giống nhau và khác nhau, cái điểm khác nhau nè. Thứ nhất là ở trên điện tim á, bệnh nhân mình chẩn đoán bệnh nhân viêm màng ngoài tim thì mình thấy đoạn ST trên lên ở tất cả các chuyển đạo, còn nhồi máu cơ tim thì ST trên lên sẽ là định khu cục bộ, nó theo dùng à, nó theo dùng chứ không phải nó trên lên hết, trừ nó nhồi máu cơ tim trước rộng như thành dưới thôi, cái phần lớn là nó theo dùng, theo ví dụ như V1, V2, V3, V4 vậy đó. Cái điểm khác thứ hai nè là cái điểm G, mấy em coi cái điểm G trong viêm màng ngoài tim á, thì cái điểm G nó nằm phía trên đường đẳng điện từ 2 cho tới 4 mm thôi, tức là nó trên lên vừa đủ chẩn đoán. Đôi khi nó không rõ, ví dụ như mấy em thấy ở V2 bệnh nhân này là ST trên lên chỉ có một một rưỡi, ở V3 nó mới trên lên 2, V4 2, V5 2, V6 2 đó, cho nên là nó trên lên 1, 2, 3, 4 mm thôi, tức là trên lên không có cao. Còn đối với nhồi máu cơ tim á, thì tùy theo giai đoạn, ví dụ bệnh nhân vô giai đoạn cấp có thể mình thấy sóng vành bật đi à, cái đoạn ST trên lên rất là cao,
có thể chênh lên 10, trên 10 mm tùy theo giai đoạn. Cái điểm khác kế tiếp nữa là cái ST chênh lên trong viêm màng ngoài tim thì sẽ không có hình ảnh soi gương. Còn ST chênh lên trong nhồi máu cơ tim thì mấy em thấy rằng là gì? Thường, chứ không phải là bắt buộc 100% nha, thường có hình ảnh soi gương ở mặt phẳng đối diện. Một điểm kế tiếp nữa là ST chênh lên trong viêm màng ngoài tim thường thì dạng lõm. Cái bệnh nhân này thì mấy em thấy đều dạng lõm rõ ở V5 nè, V6 nè. Em nhìn lên màn hình em thấy không? D1 nè, D2, D3 AVS đó, mà rõ nhất ở V4, V5, V6 đó, đó là ST chênh lên dạng lõm. Còn nhồi máu cơ tim á, thì ST chênh lên gặp hầu hết tất cả các dạng, nhưng thường gặp nhất là mình thấy là dạng gì? Dạng vòm. Một điểm khác nữa trong cái ST chênh lên trong viêm màng ngoài tim thì mấy em thấy là biến đổi động học rất chậm. Còn nhồi máu cơ tim biến đổi động học rất nhanh theo giờ. Thí dụ như là trước 12 giờ, tức là mình đo, mình là bệnh nhân mới vô viện, mình đo 3 giờ đo, 6 giờ đo, 12 giờ đo, 24 giờ đo. Tức là khi mình thực hành, mình khám một bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Vậy thì cái đoạn ST nó thay đổi rất là nhanh. Thí dụ mới vô viện thì ta vô giai đoạn cấp, ST trên lên, T dương chưa có sóng quy. Vài tiếng đồng hồ sau, sóng quy xuất hiện. Khi về nguyên tắc thấy sóng quy xuất hiện thì ST sẽ giảm trên. Tới vài ngày sau thì sóng quy rõ và đoạn ST nó giảm trên. Tới 5-7 ngày sau đoạn ST nó trở về đặc điểm và sóng quy tồn tại mãi mãi. Đó là cái biến đổi động học ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Còn đối với viêm màng ngoài tim thì nó biến đổi rất là chậm. Biến đổi rất là chậm thì mấy em thấy là biến đổi hàng vài tuần. Thí dụ như là tùy theo cái giai đoạn. Thí dụ như giai đoạn 1 mấy em thấy xảy ra vài giờ đến vài ngày, tức là ST trên lên, T dương, và nó cố định vậy nha, nó thay đổi rất là chậm. Qua giai đoạn 2 là sau vài ngày thì cái đoạn ST nó mới giảm trên. Còn hồi nãy nhồi máu cơ tim gì, vài giờ là bắt đầu nó giảm trên. Đó. Qua giai đoạn 3 là vài tuần thì ST nó mới trở về đẳng điện. Trong khi đó nhồi máu cơ tim là 5-7 ngày đoạn ST nó sẽ trở về đặc điểm, nếu như nhồi máu cơ tim không có biến chứng phình bắp thấp. Rồi qua giai đoạn 4, từ vài tuần tới vài tháng sau thì cái điện tim nó mới trở về bình thường. Và đặc biệt lưu ý rằng là cái ở bệnh nhân bị ở viêm màng ngoài tim thì trên điện tim mấy em thấy là sẽ không bao giờ có xuất hiện sóng quy. Còn nhồi máu cơ tim có ST trên lên thì sóng quy nó xuất hiện và nó sẽ tồn tại mãi mãi. Thì đó là những cái điểm khác mà mấy em cần lưu ý trên một cái điện tim giữa một bệnh nhân bị viêm màng ngoài tim và nhồi máu cơ tim. Nhắc lại lần nữa, nhồi máu cơ tim thì dễ chẩn đoán, viêm màng ngoài tim thì thường mấy em sẽ bỏ sót. Một điểm nữa, trên điện tim khi mấy em chẩn đoán một bệnh nhân viêm màng ngoài tim thì mấy em đặc biệt lưu ý cái chuyển đạo AVR. Thì thông thường mình đọc điện tim á, mình sẽ bỏ cái chuyển đạo AVR. Đây là cái chuyển đạo lãng quên. Thực sự á, mình đo 12 chuyển đạo nhưng mà thông thường các bác sĩ lâm sàng chỉ đọc 11 thôi, thường bỏ AVR. Nhưng đặc biệt đối với một bệnh nhân bị viêm màng ngoài tim thì mấy em phải đọc chuyển đạo AVR. Tại chuyển đạo AVR thì mấy em thấy BR trên lên và ST trên xuống, đây là hình ảnh ngược lại. Và đây là một trong những cái dấu hiệu rất là quan trọng để mình chẩn đoán viêm màng ngoài tim. Nhắc lại lần nữa, ở bệnh nhân viêm màng ngoài tim thì các bạn sẽ nhìn lên chuyển đạo AVR, các bạn sẽ thấy đoạn BR trên lên kèm ST trên xuống. Và đây là cái dấu hiệu để chẩn đoán ở bệnh nhân viêm màng ngoài tim. Còn đối với trường hợp mà bệnh nhân bị tràn dịch màng tim thì đơn giản thôi. Nếu mà tràn dịch màng ngoài tim á, thì mấy em thấy các chuyển đạo từ V1 tới V6 hay còn gọi là các chuyển đạo trước tim, mấy em sẽ thấy hình ảnh so le điện thế, tức là phức bộ VS cái cao cái thấp, cái cao cái thấp, mình gọi là hình ảnh so le điện thế. Còn đối với các chuyển đạo ngoại biên ở bệnh nhân tràn dịch màng ngoài tim thì mấy em sẽ thấy điện thế thấp. Điện thế thấp là thông thường cái phức bộ VRS nó sẽ dưới 5 mm, tức là dưới một ô vuông lớn. Đó là tràn dịch màng ngoài tim. Kế tiếp là mấy em đọc cái x-quang ngực thẳng. Cái x-quang ngực thẳng á, thì chủ yếu là mấy em khảo sát bóng tim. Đối với viêm màng ngoài tim thể khô thì nó
Thường mình không có chẩn đoán bằng cái X-quang ngực thẳng, thì chủ yếu là trên bệnh nhân tràn dịch màng ngoài tim, thì mấy em sẽ thấy bóng tim to. Bóng tim to bằng cách mấy em đo chỉ số tim ngực, ở đó mấy em học ở bên chẩn đoán hình ảnh rồi, thì mấy em biết là mấy em kẻ cái khung ra nha. Cái khung ra thì mấy em phải chọn cái đường lớn nhất bên trái và bên phải này, chứ không mấy em dắt ngang ra được nha. Hai cái đường A và đường B khác nhau thì mấy em đo, mấy em tính ra trên 0,55. Ngoài ra đó thì mình còn thấy là khi một bệnh nhân bị tràn dịch màng ngoài tim á, thì đôi khi nó có tràn dịch đa màng, có thể tràn dịch màng phổi, mấy em thấy góc sườn hoành như thế nào. Thì chủ yếu là thấy bóng tim to đối với bệnh nhân bị tràn dịch màng ngoài tim. Về siêu âm tim rất là quan trọng, mọi người đều tập trung như nhìn lên màn hình. Siêu âm tim rất là quan trọng, đây là một trong những cái chẩn đoán hình ảnh mà mấy em thấy là có giá trị chẩn đoán tràn dịch màng ngoài tim, rất là chính xác. Thì mấy em nhìn lên màn hình đây, tại vì khi mà mấy em ra trường, mấy em học cái mấy em làm tim mạch chừng vài năm, mấy em sẽ được đi học siêu âm tim. Mà học siêu âm tim 6 tháng nó rất là khó, thì không phải ở đây chỉ cho mấy em cái cách siêu âm tim mà chỉ cho mấy em cái hình ảnh để mấy em đọc. Đó. Đây mấy em thấy nè, cái phần sáng sáng này là tôi chỉ nè, đó đó là cơ tim nè, cơ tim. Đây là thất phải nè, cái phần đen màu đen này là buồng thất phải, còn cái phần màu trắng chạy dài này nè, đây là bách liên thất. Mấy em nghe kịp chưa? Bách liên thất nè, đó đây là mõm tim, đây là buồng thất trái. Cái buồng thất trái này, cái cơ tim bên thất trái nó sẽ dày hơn cái cơ tim bên thất phải và áp lực nó mạnh hơn. Còn đây là cái màng ngoài tim nè, mấy em thấy đây, đây là cái màng ngoài tim. Vậy thì giữa lá thành và lá tạng nó có cái lớp dịch, cái phần màu đen này nè là lớp dịch đó, mấy em thấy chưa? Mấy em còn nghe rõ không vậy? Mấy em còn Dạ nghe nghe rõ rõ không thầy ơi, hả? dạ nghe thầy ơi. Nghe rõ à? Hôm trước dạy một lớp nói nghe tắt hay gì đó rồi không có liên lạc lại, nói nửa tiếng đồng hồ mình tôi nói không ai nghe hết. Khi mà nghe không được thì mấy em phải báo hoặc mấy em điện thoại liền nha. Đây nè, mấy em thấy nè, cái lớp cái màu đen nè, cái lớp dịch nè đó, giữa lá thành và lá tạng nó có lớp dịch, mà cái lớp dịch này lượng nhiều. Khi cái lớp dịch này lượng nhiều, mấy em chú ý mấy em nhìn nè, đây là cái buồng thất phải nè, buồng thất phải nè, thì đây là lớp dịch nó đang muốn có dấu hiệu đè sụp thất phải đây, nó lõm nè, mấy em thấy chưa, lõm đè sụp thất phải đây, nó có dấu hiệu đè sụp rồi. Trong trường hợp này mình phải chọc dịch cấp cứu liền ngay lập tức, chứ không thôi cái thất phải nó đè sụp luôn là bệnh nhân sẽ tử vong. Đây là lớp dịch lượng nhiều. Trên cái siêu âm này người ta dựa vào cái mặt cắt bốn buồng từ mõm tim. Đôi khi mình siêu âm á là mình thấy cái lớp dịch nhiều như vậy có dấu hiệu đè sụp rồi, mình sẽ tiến hành chọc dịch màng tim ngay dưới hướng dẫn của siêu âm, ngay tại cái máy siêu âm luôn, chứ không có đẩy tới đẩy lui rồi chờ bệnh nhân rồi làm thủ tục rồi rồi cả là đẩy lên đẩy xuống rồi mình làm một hồi là coi như bệnh nhân chết, tác phong cấp cứu mình không kịp bệnh nhân sẽ chết, cho nên có thể chọc dịch tại cái phòng siêu âm luôn. Mấy em có hỏi gì cái phần siêu âm này không, rất là khó nha. Đây có dấu hiệu đè sụp thì chẩn đoán xác định thì bằng bằng siêu âm tim. Còn những cái khác như là mấy em thấy CT nhìn rất là rõ, nhưng mà tới CT này để hướng dẫn cho mấy em biết thôi, chứ trong thực hành lâm sàng tôi cầm cái đầu dò siêu âm tim lên là tôi sẽ chẩn đoán ra liền ngay lập tức, không có gì phải mà cần CT, trừ những trường hợp khó chẩn đoán siêu âm nó mập mờ hoặc là MRI hoặc là thông tim đi chăng nữa thì mấy cái này mình tham khảo thêm cho biết thôi. Nhưng mà thông thường đối với lâm sàng thì mấy em thấy là dựa vào siêu âm tim như là này, thấy cái hình ảnh rất là rõ kìa. Bác sĩ nào siêu âm tốt rồi thì chẩn đoán xác định và xử trí kịp thời, chứ không có cần, trừ khi những cái ca khó bệnh phối hợp hoặc là trên siêu âm tim mình thấy không rõ, đôi khi cửa sổ siêu âm kém mình thấy không rõ. Nhưng mà đối với viêm màng ngoài tim thì mình thấy không rõ nha. Còn đối với tràn dịch màng ngoài tim thì thường siêu âm là phải rõ, tại vì khi mà siêu âm nó qua cái dịch đó, nó thấy rất là rõ nha. Về nguyên tắc nó vậy, chứ không cần CT cần MRI gì. Đôi khi mà dạy mấy em một cái bài mà lý thuyết suông mà không có thực hành,
khi mình học mấy cái này rất là nhiều, đôi khi mình không sử dụng. Tới điện tim, X-quang, điện tim, cái siêu âm là xong. Sau này mình về mình ứng dụng cũng rất là dễ. Khi mấy em làm những bệnh viện mà tuyến huyện bây giờ cũng có siêu âm tim mà, cũng không cần MRI làm gì hết, mà thực tế cũng không ai chụp. Khi mà mình chọc dịch á, ví dụ như nãy mình thấy cái trên siêu âm tim á, cái lịch dịch mà ngoài tim lượng nhiều á, khi mình chọc dịch ra, thì khi chọc dịch ra thì mấy em phải có nhiều cái mục tiêu. Mà khi mình chọc dịch như hồi nãy mình thấy có dấu hiệu chèn ép tim cấp á, thì mình chọc dịch để giải áp à, hoặc là mình chọc dịch để mình xét nghiệm chẩn đoán. Nhưng mà khi mà chọc dịch để giải áp á, thì thông thường các bạn phải cho làm xét nghiệm luôn. Thì khi mình chọc dịch ra mình cái màu của dịch thôi, thì đôi khi mình cũng đoán được, ví dụ dịch màu vàng chanh hay mình thấy có mủ à, mủ đặc, hoặc là màu trắng, hoặc là dịch màu đỏ à, mình thấy mình nhìn mình đoán được. Ví dụ như bây giờ một bệnh nhân đang uống sintrom điều trị rung nhĩ bị tràn dịch màng ngoài tim, mình rút dịch cái màu đỏ coi chừng bệnh nhân cho thuốc chống đông, hoặc là ung thư, hoặc là lao. Còn dịch màu đỏ đó mà thuốc chống đông nó thường màu đỏ máu, còn nếu kèm ung thư thì mấy em thấy là cái không phải là chỉ có màu máu không đâu, nó còn những cái chất khác như là màu trắng, màu mủ, hoặc là nó có lợn cận trong ung thư đó. Còn hoặc là mủ đặc trắng không, có thể dở ổ áp xe, ngày nay áp xe trung thất, áp xe phổi thì mấy em thấy là cũng ít gặp, nhưng mà thỉnh thoảng cũng còn gặp, ít chứ không phải là không có. Còn nếu mà dịch vào màu vàng chanh có thể do lao, do virus à, đặc biệt là những bệnh nhân lao hoặc là những bệnh nhân nhiễm HIV như lúc đầu tôi nói với em, khi chọc dịch ra thì nó sẽ có màu vàng chanh. Nhắc lại ha, khi mình chọc dịch giải áp thì song song đó thì mình cũng phải lấy cái dịch đó để mình xét nghiệm luôn, chứ không phải mình chọc dịch giải áp rồi mình bỏ rồi qua ngày sau mình chọc thêm lần nữa để mình xét nghiệm là không được. Cho nên mấy em lưu ý rằng khi mấy em chọc dịch màng ngoài tim thì mấy em phải tiến hành lấy xét nghiệm sinh hóa và tế bào, lấy hai lọ cho mấy em xét nghiệm. Đây là cái cách chọc dịch thì mấy em về chẩn đoán á, thì cái phần chọc dịch màng ngoài tim thì hướng dẫn cho mấy em sơ bộ vậy thôi, chứ thực chất ra nữa mấy em ra trường mấy em làm tim mạch rồi mấy em phải biết siêu âm tim, ít nhất là mấy em phải làm tim mạch 5 năm trở lên mới cho mấy em chọc dịch màng tim được. Mà ngày nay ta chọc dịch màng tim dưới hướng dẫn của siêu âm thôi à, chứ không phải cho nó mò như trước đây nữa. Rồi về chẩn đoán của viêm màng ngoài tim thì mấy em thấy là viêm màng ngoài tim cấp thì mình chẩn đoán phải cần ít nhất 2 trong 4 cái tiêu chuẩn như sau. Trong 4 tiêu chuẩn, ít nhất 2 trong 4 tiêu chuẩn. Thứ nhất là đau ngực kiểu màng ngoài tim, đã nói rồi. Thứ hai là nghe tim, nghe được tiếng cọ màng tim. Thứ ba là chẩn đoán trên trên điện tim. Hoặc là thứ tư là mấy em thấy là gì, tràn dịch màng ngoài tim. Tràn dịch màng ngoài tim là mới hoặc tình trạng xấu hơn, có thể mình chẩn đoán chính xác qua siêu âm tim. Thì 2 trong 4 tiêu chuẩn này, ít nhất 2 trong 4 tiêu chuẩn này thì mấy em chẩn được chẩn đoán viêm màng ngoài tim. Thì đôi khi mấy em ở y tế tuyến cơ sở, thậm chí ở trạm y tế mà mấy em học cái bài hôm nay, thì đôi khi mấy em cũng chẩn đoán được một bệnh nhân bị viêm màng ngoài tim bằng cách dựa vào triệu chứng và nghe tim và điện tim. Mấy em thấy ba cái tiêu chuẩn rồi, nếu mấy em học nãy giờ mấy em nắm được được cái lâm sàng và cận lâm sàng thì mấy em chẩn đoán được à. Còn không có tràn dịch màng ngoài tim thì không cần siêu âm tim à. Mình dựa vào đau ngực, dựa vào nghe tiếng cọ màng tim, dựa vào ST trên lên, BR trên xuống, trên điện tim thì mình chẩn đoán được viêm màng ngoài tim cấp. Còn viêm màng ngoài tim dai dẳng á, thì mấy em thấy là nó kéo dài trên 4 tới 6 tuần nhưng phải dưới 3 tháng à. Tức là khi mà mình điều trị nó kéo dài, nó không có giảm cái triệu chứng, bệnh nhân còn mệt, bệnh nhân còn đau ngực hoài trên 4 tới 6 tuần nhưng dưới 3 tháng. Còn viêm màng ngoài tim tái phát là gì? Viêm màng ngoài tim tái phát là bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị của viêm màng ngoài tim cấp trước đó nhưng cái triệu chứng nó đã hết từ 4 tới 6 tuần à. Nhưng mà thông thường thì khoảng từ 18 tới 24 tháng à, thì mấy em thấy rằng là trong cái thời điểm trên á,
đang từ mà 10 trong vòng 18 tới 24 tháng thì bệnh nhân sẽ bị trở lại. Nhắc lại, mình muốn chẩn đoán viêm màng ngoài tim tái phát thì mình phải có bằng chứng trước đó bệnh nhân có viêm màng ngoài tim cấp rồi. Về phần kế tiếp là viêm màng ngoài tim mạn thì kéo dài trên 3 tháng, đôi khi mình điều trị hoài nó cũng không có giảm, cái triệu chứng nó cũng còn hoài, kéo dài trên 3 tháng. Về điều trị viêm màng ngoài tim cấp không do virus thì về nguyên tắc nè, thì đa số là mình khi mà không có bệnh nhân không có biến chứng cấp á, thì mình phải điều trị nguyên nhân gây bệnh. Ví dụ lao thì mình điều trị lao, ung thư mình điều trị ung thư, suy tim mạn là suy thận mạn, hoặc là xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối đó cũng tràn dịch đa màng à, thì suy giãn hay chuyển hình như là suy tim đi, thì mình phải điều trị suy tim là chủ yếu, tức là điều trị nguyên nhân chứ không phải mình thấy dịch khi mình rút dịch ra rồi tái lập lại rất là nhanh, đôi khi làm cái tình trạng bệnh người ta còn nặng nề hơn à, cho nên nguyên tắc đầu tiên là mấy em phải điều trị nguyên nhân gây bệnh là chủ yếu. Thì phần lớn các viêm màng ngoài tim á, thì sẽ đáp ứng với điều trị nội khoa à, một số ít thì mình phải can thiệp ngoại khoa. Về giới hạn hoạt động thể lực thì khi mấy em tiếp cận với một bệnh nhân bị viêm màng ngoài tim thì trước khi mình điều trị bằng thuốc thì mấy em phải hướng dẫn cho bệnh nhân hạn chế hoạt động thể lực. Thì khi mà bệnh nhân nằm viện á, khi mình khám mình điều trị bệnh nhân nằm viện á, thì tới bệnh nhân xuất viện thì mình đã dặn bệnh nhân rồi là hạn chế hoạt động nặng, hoạt động thể lực, thì bệnh nhân sẽ hỏi mình à, khi nào tôi sẽ làm việc lại. Và đặc biệt là mấy em biết rằng là à, đối với những cái người mà hồi nãy cái phần dịch tễ học tôi nói đó, là viêm màng ngoài tim thường xảy ra ở cái độ tuổi lao động từ 20 cho tới 50 tuổi, có người là lao động chính trong gia đình à, và à, thường là thì cho thì cái đối tượng cái phần dịch tễ tại vì mình không có thống kê ra, nhưng tôi thấy phần lớn là những người lao động nặng nha, những người có thu nhập thấp lao động nặng. Vậy thì à, đôi khi cả gia đình người ta mà có một người trụ cột, ví dụ ta gia đình vô ta làm thợ xây bóc giác đồ này, thì mình hướng dẫn cho bệnh nhân về không làm việc nặng thì đôi khi người ta cũng rất là khó chịu à, nhiều người người ta thấy người ta hơi bớt bớt người ta đi làm sẽ tái phát lại, cho nên lúc này mình phải cương quyết, mình phải nói bệnh nhân phải chuyển sang cái gì đó làm việc cho nó nhẹ nhàng à, và không có hoạt động thể lực nặng đến khi nào, đến khi bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng. Nhưng mà vừa hết triệu chứng cũng được, mình thêm vài tuần nữa, một vài tuần từ khi hết triệu chứng là hết mệt, hết đau ngực, hết khó thở đó, thì mình sẽ cho bệnh nhân sẽ làm việc từ từ lại, tức là làm việc từ nhẹ cho tới nặng dần dần, chứ không phải vừa mới hết bệnh cái qua buổi sau làm thợ xây. Tôi có nhiều bệnh nhân là vô đi mà khiêng xi măng, khiêng đá, khiêng cát và kia đó thì nó dễ rất dễ bị tái phát rất là nặng, nên làm việc nặng nó sẽ tái phát rất là nhiều. Về thuốc điều trị thì mấy em thấy là thứ nhất là aspirin. Aspirin này mấy em sử dụng liều kháng viêm chứ không phải là liều chống kích thích tiểu cầu nha. Đó, là liều kháng viêm nó từ 750 cho tới 1.000 mg mỗi 8 giờ. Tức là viên aspirin mà kháng viêm á, thì thường cái viên nó là bao nhiêu? 500 mg. Còn chống kích thích tiểu cầu như mấy em biết là 81, còn cái liều mà kháng viêm thì thường 500 à, thì mấy em cho uống 2 viên đi, 1.000 mỗi 8 giờ. Cái thời gian điều trị là từ 1 tới 2 tuần. Nhưng mà cái nguyên tắc vậy nè, khi mấy em điều trị từ 1 tới 2 tuần, sau đó mấy em giảm liều. Giảm liều có nguyên tắc thì bằng nửa liều so với cái liều tấn công. Ví dụ như mấy em sử dụng cái liều 1.000 mg mỗi 8 giờ liều tấn công từ 1 tới 2 tuần, thì 1 tới 2 tuần sau mấy em giảm liều đang sử dụng 1.000 thì mấy em sụt xuống là 500, mấy em sử dụng tiếp từ 1 tới 2 tuần nữa. Và mấy em lưu ý là khi sử dụng aspirin kéo dài thì đây là một cái loại thuốc kích ứng đường tiêu hóa nên nó rất dễ bị viêm dạ dày do thuốc. Nếu như mấy em không có chú ý tới thì có thể là bệnh nhân bị biến chứng xuất huyết tiêu hóa hoặc là viêm dạ dày cấp thì bệnh nhân sẽ ngưng được điều trị. Cho nên nó là thường mình cho cái aspirin liều cao vậy thì mình sẽ cho cái thuốc dạ dày kèm theo, ví dụ mình làm cho những cái thuốc làm tăng cái yếu tố bảo vệ à,
Chứ thông thường thấy mấy em các bạn hay cho cái toa thuốc rồi sử dụng aspirin và mấy em cho nhóm BBI đó, ức chế bơm proton là không có đúng. À, mấy em phải cho cái nhóm tăng cường cái chất bảo vệ dạ dày lên. À, thì mấy em thấy rằng là mình phải điều trị từ 1 tới 2 tuần tiếp theo trong giai đoạn giảm liều, giai đoạn duy trì. Thuốc kế tiếp mà mình có thể phối hợp sử dụng đó là ibuprofen 600 mg mỗi 8 giờ. Cái thuốc này cũng gây kích ứng đường tiêu hóa cho mấy em, cũng giống như hồi nãy là mỗi từ 1 tới 2 tuần, sau đó mấy em giảm nửa liều, sử dụng tiếp 1 tới 2 tuần nữa. Cái thuốc thứ ba là cái thuốc colchicine. Mấy em học khớp chưa? Em học bài khớp chưa? Cái chương khớp á, thì mấy em sẽ quen thuộc với colchicine là cái thuốc điều trị gút á. Thì cái viên này 1 mg thì mấy em cho 0,5 mg một lần một ngày đó. Thì giảm liều á, thì có thể mình giảm xuống phân nửa đó. Nhưng mà khi mấy em cho aspirin hoặc là ibuprofen á, thì cái tác dụng phụ là kích ứng đường tiêu hóa, bệnh nhân bị viêm dạ dày hoặc là xuất huyết tiêu hóa. Còn đối với colchicine á, tác dụng phụ mà trong thực hành lâm sàng thường hay gặp á, là bệnh nhân thường hay bị tiêu chảy. Tôi để ý những bệnh nhân mà tôi cho chừng 3 đến 5 ngày cái là bệnh nhân có triệu chứng đi tiêu chảy, cho nên là mấy em phải sử dụng giảm liều, chứ không thôi là ta đi tiêu chảy hoài ra thì cũng mất sức và ta sẽ ngưng điều trị, không tuân thủ điều trị. Đây là cái sơ đồ điều trị, chẩn đoán và điều trị viêm màng ngoài tim cấp. Thì đầu tiên mấy em phải chẩn đoán ra viêm màng ngoài tim cấp trước có hai trong bốn tiêu chuẩn. Thứ nhất là đau ngực kiểu màng ngoài tim, nãy nói rồi, nghe được tiếng cọ màng tim, thay đổi trên điện tim tức là ST trên lên và BR trên xuống, hoặc là thứ tư là tràn dịch màng ngoài tim. Thì hai trong bốn tiêu chuẩn này mình chẩn đoán. Việc trong cái điều trị trong cái lựa chọn đầu tiên thì mấy em cho aspirin hoặc nonsteroid phối hợp với colchicine là hạn chế gắng sức. Hoặc là lựa chọn thứ hai, đối với những bệnh nhân mà mấy em thấy là uống cái thuốc aspirin hoặc nonsteroid vô nó kích ứng đường tiêu hóa, thì đôi khi mấy em cho corticoid liều thấp. Và khi có chống chỉ định với aspirin hoặc nonsteroid, ví dụ như bệnh nhân bị suy thận thì mấy em cho nonsteroid cũng không được, hoặc là nó tác dụng phụ nhiều quá thì mấy em sẽ cho corticoid. Và corticoid này á không phải đường uống nha, thì mấy em phải cho đường tĩnh mạch. Như mấy em thấy á, cái corticoid á là methylprednisolone đi, mà mình cho đường uống nó cũng kích ứng đường tiêu hóa, thậm chí còn nhiều hơn cả nonsteroid đó. Chính vì vậy mà mấy em phải cho tiêm tĩnh mạch, ví dụ chẳng hạn như là methylprednisolone. Nhưng mà khi mình sử dụng corticoid á thì mấy em lưu ý rằng là bệnh nhân sẽ không có, mình phải loại trừ nguyên nhân nhiễm trùng. Khi mình chờ là mình chưa có loại trừ nguyên nhân nhiễm trùng mà mình cho corticoid vô thì cái tình trạng nhiễm trùng bệnh nhân sẽ nặng hơn. Hoặc là đặc biệt quan tâm khi mà mình sử dụng corticoid ở những bệnh nhân đái tháo đường thì mình cho corticoid đôi khi đường huyết nó cũng tăng. Một đối tượng thứ ba nữa mấy em cần lưu ý là bệnh nhân có suy tim hoặc là nhồi máu cơ tim thì mình cũng phải cần không được sử dụng corticoid trong giai đoạn cấp. Còn nếu mà viêm màng ngoài tim tái phát á thì khoảng sau ngưng cái thuốc và cái triệu chứng từ hết cái triệu chứng từ 4 đến 6 tuần á thì mấy em điều trị như thế nào, thì mấy em cũng đối với viêm màng ngoài tim tái phát thì cũng lựa chọn đầu tiên cũng giống như hồi nãy, aspirin hoặc nonsteroid rồi phối hợp với colchicine và hạn chế uống sức. Lựa chọn thứ hai cũng là corticoid. Và lựa chọn thứ ba đó, mình cái này thì phần lớn là đáp ứng với lựa chọn thứ hai hết. Còn lựa chọn thứ ba đó thì mình sử dụng globulin, hoặc lựa chọn thứ tư là mình mở màng tim. Cho nên là qua điều trị ngoại khoa hoặc là mình truyền globulin đó, thì thật sự ra đó là cái những đối tượng này rất là ít. Và đối với chương trình học của mấy em y đa khoa đó thì cái phần ngoại khoa đó thì mấy em cũng chưa có học đâu. Sau này nữa mấy em ra trường, nếu mà em đi ngoại lồng ngực thì mấy em sẽ học này kỹ hơn. Thì chủ yếu là mình tới lựa chọn thứ hai, mình sử dụng corticoid thôi. Thì thường những đối tượng này thì nãy như từ đầu tôi đã nói rồi, thì nó sẽ đáp ứng, thường nó sẽ đáp ứng với điều trị nội khoa. Và song song đó là bắt buộc mấy em phải điều trị nguyên nhân gây viêm màng ngoài tim.
là một vấn đề rất là cần thiết, chứ không phải mình cứ điều trị viêm màng ngoài tim không, còn cái nguyên nhân mình bỏ là mình điều trị hoài sẽ không thành công. Vấn đề kế tiếp là tiếp cận một bệnh nhân. Ôi, mà hẹn thầy Thủy là 10 giờ 20 hả? À, tiếp Dạ. cận bệnh nhân bị viêm màng ngoài tim thì cái phần này xong là hết á, em học chút xíu nó thầy chờ một chút. Tiếp cận một bệnh nhân bị viêm màng ngoài tim thì khi mà mình chẩn đoán viêm màng ngoài tim thì nãy nói rồi, mình khám lâm sàng điện tim, X-quang, siêu âm tim. Còn CRP á, là một cái mặt cơ sinh học, một cái dấu ấn sinh học để chẩn đoán viêm, thì không đặc hiệu cho viêm màng ngoài tim. Viêm phổi nó cũng tăng, hen phế quản cũng tăng, vân vân, thì mình cần làm thêm nó cũng được để mình khẳng định cái yếu tố viêm. Còn troponin á, là mấy em chẩn đoán phân biệt để dưới nhồi máu cơ tim. Đôi khi cái viêm màng ngoài tim troponin nó cũng tăng nhẹ, tuy nhiên á, là so với nhồi máu cơ tim thì troponin nó sẽ tăng nhiều hơn, thì lúc này mình để chẩn đoán phân biệt. Nếu mà không có cái tiêu chuẩn viêm màng ngoài tim á, chẩn đoán á, thì mấy em phải tìm cái chẩn đoán khác, nguyên nhân khác. Còn nếu như đã chẩn đoán xác định viêm màng ngoài tim rồi thì mình phải tìm cái nguyên nhân gây bệnh và cái yếu tố tiên lượng xấu nếu có. Thì mấy em nhìn cái cột ở dưới này cho tôi chỉ nè, thì đây là những cái yếu tố tiên lượng xấu. Những yếu tố chính là thứ nhất là bệnh nhân sốt cao trên 38 độ nè, rồi khởi phát bán cấp nè, tràn dịch màng ngoài tim lượng nhiều nè, tràn ép tim nè, đáp ứng kém với ASA tức là aspirin á, hoặc nonsteroid ít nhất sau 1 tuần điều trị, tức là mình cho đã 1 tuần rồi, ví dụ mình cho aspirin 1.000 mg mỗi 8 giờ trong 1 tuần rồi mà không có đáp ứng khi điều trị đó, thì đây là những cái yếu tố chính là tiên lượng xấu rồi đó. Rồi yếu tố phụ như là viêm màng ngoài tim, cơ tim, suy giảm miễn dịch, bây giờ trên nền bệnh nhân suy giảm miễn dịch trên HIV, những bệnh nhân lớn tuổi hoặc là những bệnh nhân đái tháo đường đó, thì là những đối tượng là suy giảm miễn dịch. Rồi chấn thương hoặc là bệnh nhân đang điều trị thuốc kháng đông, ví dụ như bệnh nhân đang xài cái sitrom chẳng hạn hoặc là DOAC chẳng hạn đó, thì đây là những cái yếu tố tiên lượng xấu. Còn nếu mà có yếu tố tiên lượng xấu thì mình xếp vô cái nhóm nguy cơ cao và cho bệnh nhân nhập viện. Ví dụ lúc này mình ngồi phòng khám, mình phải áp dụng cái sơ đồ tiếp cận này để mình phân loại bệnh nhân và mình điều trị. Thì mấy em thấy là nếu bệnh nhân có nguy cơ cao quá thì mình cho bệnh nhân nhập viện và tìm nguyên nhân và yếu tố tiên lượng như thế nào thì mình điều trị cho phù hợp. Còn nếu mà không có yếu tố tiên lượng xấu thì mình điều trị với nonsteroid hoặc là aspirin. Những nhóm đối tượng này mình xếp nhưng không có nguy cơ cao thì mình sẽ không cần cho bệnh nhân nhập viện. Nhưng khi mình là bác sĩ tại phòng khám thì mình phải tìm cái nguyên nhân có đáp ứng với nonsteroid không, có đáp ứng với aspirin hay không. Nếu có thì mình thấy là cho bệnh nhân điều trị ngoại trú, nguy cơ thấp. Còn thí dụ như bệnh nhân không đáp ứng với aspirin, mặc dù bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ cao mà bệnh nhân không đáp ứng với aspirin, không đáp ứng với kháng viêm nonsteroid thì cái nguy cơ trung bình này thì tùy theo cái khả năng của bác sĩ. Nếu mình lo lắng quá mình cho bệnh nhân về, mình sợ bệnh nhân cho điều trị ngoại trú thì cái tình trạng bệnh nó tiến triển nhiều hơn thì có thể mình cho bệnh nhân nhập viện tìm nguyên nhân. Còn bạn nào giỏi nữa thì tại phòng khám mình sẽ cho các cận lâm sàng tại phòng khám, mình tìm nguyên nhân tại phòng khám và mình cho điều trị bệnh nhân ngoại trú. Thì đây là cái sơ đồ tiếp cận một bệnh nhân bị viêm màng ngoài tim. Thì bài đến đây đã hết rồi, mấy em có thắc mắc gì không? Thì trả cái giờ cho thầy Thủy.